Xin chào các bạn, đây chính là chiếc Samsung Galaxy S7S Blue Color rẻ nhất hè mặt trời. Khi mình tham khảo giá tại huka.vn thì mức giá nó chưa đến 10 triệu đồng. Bởi vì sao nó lại có mức giá rẻ như thế thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu về chiếc điện thoại này nhá. Ok, đầu tiên thì mình phải nói luôn, đây là chiếc điện thoại đến từ thị trường Mỹ với cái logo Galaxy S7S phía mặt lưng đằng sau các bạn có thể thấy. Đương nhiên đến từ thị trường Mỹ thì nó sẽ rẻ hơn so với những thị trường khác bởi vì những thứ như sau. Đầu tiên, đó là nó sẽ cần phải unlock khi về đến thị trường Việt Nam. Nhưng unlock xong cái, nó thành như một cái máy quốc tế luôn bởi vì chiếc điện thoại này có thể up được ROM phiên bản đó là G935U vào đây. Và đương nhiên mình đã up nó sang cái phiên bản này rồi. Nó đang chạy là Android 6.0.1 nhưng đã có phiên bản cập nhật lên 7.0 và nó sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm tốt hơn rất nhiều với Grey OS và những tính năng kèm theo. Thôi, từ từ đã, bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm về những thứ khác biệt. Nói đến màu xanh Blue Color thì cái điều đầu tiên mà các bạn nhớ đến đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 7. Nhưng Note 7 như thế nào các bạn đã biết rồi, nó đã chết yểu rồi này, nó đã gặp một cái vấn đề không may trong quá trình sản xuất pin, vậy nên là nó đã bị thu hồi trên toàn cầu. Thay vào đó thì chúng ta sẽ có một cái màu sắc mới hơn trên chiếc Samsung Galaxy S7S. Với cái màu xanh kèm theo với đó là cái phần viền màu gold thì nó mang lại một thứ gì đó vừa trẻ trung, vừa năng động, lại vừa có một thứ gì đó rất là sang chảnh. Nó khiến cho ai cũng đều có thể sử dụng được sản phẩm này. Với Galaxy S7S thì chúng ta có một thiết kế cong rất là sexy ở phía mặt trước, khiến cho cái trải nghiệm cầm nắm sử dụng của các bạn cũng như là cái trải nghiệm sử dụng nó cong, nó mềm mại hơn và nó ấn tượng khi mà các bạn vuốt đã hơn rất là nhiều so với màn hình phẳng truyền thống. Galaxy S7S là một sản phẩm rất tốt ở thời điểm hiện tại, tuy nó đã ra mắt được tới là 1 năm. Các bạn đều biết là công nghệ phát triển rất nhanh, có thể là năm nay Galaxy S8 mang lại những trải nghiệm gì đó rất là mới mẻ, rất là khác biệt. Nhưng những cái thông tin rõ rỉ đó là gì? Chúng ta mất đi phím home phía mặt trước này, chúng ta lại đưa vào ba cái phím điều hướng cơ bản của Android vào bên trong màn hình. Mình thì mình không thích cái điều đó một chút nào cả. Mình vẫn thích chúng ta có phím home cứng để làm cái cảm biến vân tay. Chúng ta vẫn có phím back và phím đa nhiệm bên ngoài để các bạn có thể sử dụng trọn vẹn được màn hình kích thước đó là 5.5 inch này để trải nghiệm. Với cái trải nghiệm của mình thì mình vẫn đánh giá là Samsung Galaxy S7S vẫn là một sự lựa chọn rất tốt ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Mức giá như mình nói chưa đến là 10 triệu chúng ta có một thiết bị với trải nghiệm cực kỳ tốt. Android 7 Nougat này, chúng ta có màn hình đẹp này, màn hình cong sexy này, chúng ta có màu sắc ấn tượng này, lại chúng ta lại có một cái trải nghiệm chẳng khác gì so với những phiên bản quốc tế hay thậm chí là những phiên bản bán chính hãng tại thị trường Việt Nam về phần mềm. Chỉ khác biệt bên trong đó là sử dụng chip Snapdragon 820 mà thôi. Cảm ơn Huka đã hỗ trợ sản phẩm để mình thực hiện video này. Mức giá thì mời các bạn bấm vào link phía bên dưới nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.